Trong cái bài mà nó viết ở nó đăng trên Facebook á, là đẳng cấp tư duy của người Việt Nam với phương Tây á, thì nó nêu ra 10 cái điểm. Thì qua 10 cái điểm này á, thì thấy được á, là nó đem nó so sánh về cái lối tư duy dạy học. Thì ở đây là tư duy dạy học cũng như là cách đào tạo một con người của Việt Nam với phương Tây. Thì trong đó đối với cái điểm thứ nhất á, là nó nêu rằng, nó nói rằng là người Việt từ nhỏ được dạy là phải vâng lời cha mẹ. Còn cái người phương Tây á, là từ nhỏ được dạy cách suy nghĩ độc lập. Thì trong một cái điểm này thì nó nêu ra 10 cái điểm đó, và nó tổng kết lại á, là về cái nguyên nhân tụt hậu của người Việt Nam đó. Và cái theo cái lối tư duy vậy á, thì nó sẽ không có đảm bảo được, thì tức là sẽ làm cho cái con người của Việt Nam á, là không có văn minh bằng các cái nước khác trên thế giới. Thì đó là như vậy. Thì về cái điểm thứ nhất là nó nói là người Việt Nam từ nhỏ được dạy phải vâng lời cha mẹ. Cái thứ hai là trong cái điểm đó là thì người phương Tây á, thì đối lập lại á, là từ nhỏ được dạy cách suy nghĩ độc lập. Trước tiên á, thì tôi muốn phân tích với mọi người thấy á, là về hai chữ gia giáo. Thì gia giáo là một cái sự giáo dục trong gia đình, có nề nếp, có giáo dục. Đấy, việc gia đình con cái về đạo đức. Về đạo đức là nền tảng, là hành trang cần thiết cho một con người để trưởng thành. Dạy con phải biết khoanh tay chào ông bà cha mẹ, cô dì chú bác là thể hiện được cái tính nhân văn, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Đây á, là một cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đó, mà trong khi những cái thành phần kia thì coi đây là một cái sự xấu hổ, một cái sai lầm trong cái cách giáo dục con cái. Thì đó là chúng ta thấy được là cái luận điệu của tụi nó như thế nào. Thì cái sự giáo dục con cái phải biết vâng lời cha mẹ đó, thì đó là một cái việc làm cần thiết, chứ làm sao mà chúng nó lại coi là xấu hổ, coi như là lạc hậu được. Thì cái đức mới là cái gốc con người, cái đạo đức của con người mới là cái quyết định tất cả, chứ không phải là cái vấn đề là có tri thức. Thì ở đây đối với người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thì có tài phải có đức, chứ có tài mà không có đức thì chỉ có phá hoại thôi. Có đức không có tài thì cũng là phá hoại, là những cái thành phần như vậy. Đó là tôi phân tích sơ về cái việc mà lợi ích của cái việc giáo dục con cái theo phải biết vâng lời cha mẹ là ở chỗ đó. Chứ giờ mà con mà không nghe lời cha mẹ nó thì đi nghe ai? Đấy. Thế mà tại sao khi giáo dục cho con cái biết vâng lời cha mẹ thì tụi nó lại cảm thấy là xấu hổ, là cần phải thay đổi. Thì như vậy thì anh em ta thấy được có cần phải thay đổi theo cái xu hướng của tụi nó hay không. Còn đối với phương Tây á, về cái tư duy độc lập á, thì ở đây tôi nhất trí cái việc dạy cho con trẻ cái tư duy độc lập là cái tốt. Tuy nhiên nếu mà bỏ qua các bước truyền thống của dân tộc Việt Nam là dạy cho con cái biết vâng lời cha mẹ đó, thì khi cái con người á, họ trưởng thành họ sẽ không được hoàn thiện. Nên là phải kết hợp cả hai cái nền giáo dục Đông Tây, thì giáo dục cho con cái thì lúc đó trẻ phát triển lên mới có được sự hoàn thiện. Tức là phải dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, đồng thời là phải có cái tư duy độc lập. Hai cái này nó hoàn toàn không có mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, mà nó phối hợp với nhau để hoàn thiện một con người khi trưởng thành. Đấy. Mà chính những cái luận điệu của cái đám bao que xỏ lá kia á, thì nó lại tách bạch hai cái vấn đề đó ra. Thì rõ ràng á, là trong cái lối giáo dục truyền thống thời phong kiến ngày xưa thì có những cái hạn chế. Tuy nhiên tới bây giờ là cái thời đại nào rồi, là nó vẫn nghĩ cái cách dạy con của người Việt Nam cũng rập khuôn máy móc y như cái thời phong kiến ngày xưa. Bây giờ đã thay đổi rất nhiều, con cái họ dạy về cái lễ nghi, họ dạy về cái tính độc lập cho trẻ. Cái sự phối hợp đó là rất là cần thiết rồi, là họ đã làm thường xuyên rồi, chứ không phải là tách bạch ra là giữa chỉ biết là dạy cho con vâng lời cha mẹ thôi, còn không có dạy cho nó tư duy. Là cái này đã phối hợp với nhau từ rất lâu rồi. Đó là về cái mà nó nói rằng là phương Tây là chỉ cần dạy tư duy thôi, thì ở đây đặt ra cái câu hỏi là thì phải chăng là cái phương Tây họ dạy con là không cần phải nghe lời cha mẹ, không cần phải chào ông bà, thầy cô hay gì đấy. Thế nên là nếu mà mỗi phương khác nhau thì cái cách gọi hoặc là theo cái luận điệu của những cái thành phần xuyên tạc cố tình phớt lờ đi những cái giá trị cơ bản nhất của con người, đó là đạo đức và tri thức. Thì hai cái này phải kết hợp lại với nhau mới được. Còn lại cũng không có một xã hội nào chỉ dạy đạo đức, mà cũng không có một xã hội nào thì cũng chỉ dạy mỗi kiến thức không. Thì tất nhiên là dạy kiến thức thì phải dạy cả đạo đức, và dạy đạo đức thì phải có kiến thức. Đó là hai cái đó mới giúp cho một cái con người hoàn thiện. Đó là cái điểm thứ nhất. Khi tụi nó nói là người Việt Nam chỉ biết dạy con vâng lời cha mẹ. Còn cái người Việt Nam của chúng ta là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ở đây là thương con thì phải dạy con, giáo dục con một cách rất là nghiêm khắc. Đó là cho roi cho vọt, phải sai ở đâu là sửa ở đó, phải chấn chỉnh. Còn ghét cho ngọt cho bùi, chúng ta chiều, ở đây cho ngọt cho bùi là chúng ta chiều chuộng con một cách quá mức, thái quá, để cho trẻ đòi hỏi bất cứ một cái gì cũng đều được. Nhõng nhẽo chút xíu là đòi cái A, đòi cái B, không là rớt nước mắt, khóc nhõng nhẽo, hờn dỗi, là chúng ta cũng chiều con. Thì từ đó con sẽ hư, đi ra ngoài xã hội thì sẽ có những cái hệ lụy rất là xấu. Và cái tính độc lập của trẻ sẽ không có được phát huy. Đó, đó là về cái cách giáo dục là như vậy. Chứ không có ai cổ suý cho là thương yêu chiều chuộng con quá mức hết, mà ở đây đặt lên hàng đầu là thương cho roi cho vọt. Tức là lúc trẻ còn nhỏ thì phải uốn nắn, phải giáo dục, phải dạy dỗ mới nên người, gồm cả đức và trí. Đấy, còn cái điểm thứ hai tụi nó nêu lên đó, nó nói rằng là người Việt đi tới trường thì được dạy phải yêu Bác Hồ, còn người phương Tây đến trường là để học chứ không bắt phải yêu ai cả. Em chào anh Bằng, em chào anh Nam Phong. Là chỉ có người Việt đi tới trường là dạy phải bắt phải yêu Bác Hồ, và người phương Tây đến trường chỉ có học thôi chứ không bắt phải yêu ai cả. Thì ở đây trước hết nói về người Việt là yêu Bác Hồ thì thể hiện được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đấy, là cái đạo đức tốt cốt lõi của con người, thể hiện được cái tính nhân văn sâu sắc. Đấy, thì Bác Hồ là ai thì mỗi công dân, con dân của người Việt Nam á, đều biết được rồi. Ở đây tôi không có muốn đi sâu, và tôi riêng bản thân cũng không đủ trình độ để nói hết được những cái công lao cũng như là những cái đức tính tốt đẹp của Bác Hồ. Đấy, ở trong lòng của mỗi người dân Việt Nam đều hiểu, đều biết và đều tôn kính Bác như thế nào rồi, thì không cần phải đi sâu thêm nữa. Thì ở đây bàn về cái chuyện là đi học mà dạy cho trẻ phải biết yêu Bác. Thì yêu Bác tức là nhớ đến cái công lao của Bác. Và không chỉ riêng là Bác Hồ mà còn các rất nhiều vị tiền bối nữa. Từ thời vua Hùng dựng nước và các anh hùng dân tộc trong các cái thời kỳ chống quân xâm lược phương Bắc. Đấy, là cái việc phải nhớ ơn, phải biết cội, biết nguồn. Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Thì một dân tộc mà ai cũng nắm chắc lịch sử của dân tộc thì cái tinh thần đoàn kết mới được phát huy mạnh nhất. Mà ở trong cái thời đại ngày nay, cái tinh thần đoàn kết là cái tinh thần giúp cho sự chiến thắng và sự phát triển. Nó cực kỳ cần thiết ở trong cái thời đại ngày nay. Đấy. Và như vậy á, cái vế thứ hai của tụi nó nói người phương Tây đến trường là để học chứ không phải bắt phải yêu ai cả, không phải yêu ai cả. Đấy, thì chúng ta thấy được rồi, nó nói như vậy thôi. Còn thực tế còn có bắt phải yêu ai cả thì nó đối với cái thế giới tư bản đó, là cái chữ tiền là trên hết. Nó nêu cao cái giá trị của đồng tiền, cho nên là nó không để ý tới cái đạo đức của con người. Ở đây bằng chứng cụ thể ở cái thế giới tư bản từ thế kỷ 15-16. Họ đi xâm lược khắp các nước khác trên thế giới. Họ tìm ra cái vùng đất nào họ tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch, nô lệ những cái dân tộc bản xứ ở đó. Họ khai thác tài nguyên đưa về làm giàu cho cái thế giới tư bản. Đấy, cho nên là cái đạo đức của họ, họ sẽ sẵn sàng chà đạp lên cái lợi ích của các cái dân tộc khác. Họ sẵn sàng chà đạp lên cái lợi ích của các cái dân tộc khác mà chỉ cần đem lại cái lợi ích cho bản thân. Đó là một cái lối sống cực kỳ ích kỷ và vô nhân đạo. Mà ở đây cái tác giả này đang muốn cổ suý cho cái sự vô nhân đạo của cái thế giới tư bản, khi so sánh là khi đến lớp là chỉ có học kiến thức thôi chứ còn không phải yêu ai cả. Mà thực ra ở thế giới tư bản cái yêu nhất là cái đồng tiền. Đối với nó đồng tiền là trên hết, nó quyết định tất cả, nó được mua được mọi thứ. Đó, nhưng mà ở Việt Nam thì cái đức độ con người được đánh giá rất là cao và có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Không thể mua được bằng tiền. Tiền đối với những người cộng sản chân chính thì đó nó chỉ là cái thước đo giá trị, nó mua được mặt hàng nào mà thôi. Đó. Còn đối với thế giới tư bản thì nó coi tiền là tất cả, nó có cái giá trị siêu việt. Đó là theo tôi thì cái vế này thì nó có cái sự ngộ nhận hoặc là cố tình xóa bỏ công lao của tiền nhân. Chứ còn lại phương Tây họ cũng không đến ở cái mức độ như vậy. Đó. Nó thể hiện rõ cái sự vô ơn ăn cháo đá bát của những cái thế hệ đi sau. Đấy. Và cái điểm thứ ba nó nói là người Việt khi học thì được dạy học thuộc lòng, người phương Tây khi học thì được dạy là phải suy luận và đặt câu hỏi. Thế ở đây về cái phương pháp giáo dục này, về cái phương pháp giáo dục suy luận này á, thì tôi hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên khi đem ra so sánh ở đây thì nó lập lờ, nó không phân biệt được cái nào môn nào là thuộc lòng và môn nào là cần tư duy, cần tạo ra cho trẻ, cho học sinh cái tư duy, phương pháp đặt câu hỏi. Đấy, là phương pháp đặt câu hỏi. Vì những cái môn như lịch sử thì không thể nào mà tư duy được rồi. Những số liệu ngày tháng, những cái cuộc chiến thì không thể tư duy, mà chúng ta chỉ học thuộc những cái ngày tháng đó, đó là những cái bắt buộc. Còn những cái tư duy như là toán, lý, hóa, sinh, các cái môn học khác thì đương nhiên là cái việc áp dụng lối tư duy thì cách đây mấy chục năm, cái thế hệ của tôi 8X là đã được thừa hưởng rồi, chứ không phải là tới bây giờ. Nhưng mà kể cả tới bây giờ thì tụi nó vẫn cố tình là nó nêu ra như vậy. Đấy. Với một bài toán thì có rất nhiều cách giải, và thầy cô gọi lên là mỗi người một cái phương pháp giải khác nhau, thì đó là cái lối tư duy chứ đó là cái gì. Đúng rồi, Yên Ly dạy lâu lắm rồi, hồi thời 8X hồi xưa đi học đã như vậy rồi, chứ không phải không có ai mà rập khuôn máy móc nữa. Cái chẳng qua những cái luận điệu đó của tụi nó là nó lấy ở cái thời nào á, và nó quy chụp như vậy thôi. Mà chẳng qua nó thẳng ra là tụi nó không hiểu biết gì về cái giáo dục của Việt Nam hết. Đấy. Còn cái điểm thứ tư á, là nó nói người Việt ra ngoài đời thì được dạy phải ôn hòa, sống theo lối là ai sao thì mình vậy. Người phương Tây thì được khuyến khích là làm chính mình, sống độc lập. Chào anh Hoàng Bình. Thì ở đây á, về cái nhận thức này á, theo bản thân tôi thấy á, là cực kỳ ấu trĩ luôn. Không có ai dạy cho là trở thành một con người gọi là ai sao tôi vậy, là sống nhu nhược hết. Nhưng mà ở đây á, người Việt Nam theo cái quan điểm là đối nhân xử thế là lấy chữ nhân làm đầu. Đấy, trong các cái mối quan hệ là tiên lễ hậu binh. Đấy, và trong các cái sự việc, khi họ có đầy đủ nhận thức thì họ sẽ không bị những cái người khác lôi kéo, không bị những cái thành phần xấu nó lợi dụng, nó xúi giục. Họ có cái tầm nhìn, họ có cái tư duy. Khi bị anh kích động, lôi kéo vào một cái vấn đề gì đó để chửi bới nhau chẳng hạn, thì họ sẵn sàng là xua tay không tham gia. Thì anh lại quay lại là kêu là quy chụp cho người ta là sống theo kiểu là ai sao tôi vậy. Đấy, khi những cái thành phần xấu muốn lôi kéo, muốn lợi dụng người dân Việt Nam mà không làm được, thì đó là một cái điều chứng tỏ cho tụi nó thấy được chính người dân của Việt Nam rất là khôn ngoan, có tư duy, có lý luận, biết cái nào đúng, cái nào sai, biết cái nào cần tham gia và biết cái nào cần phải chấp hành. Còn nếu mà nói về người Việt Nam hèn nhát á, thì trên thế giới này gần như là không còn một cái dân tộc nào mà dũng cảm, mà anh hùng nữa. Hơn 4.000 năm lịch sử, gần cả ngàn năm Bắc thuộc, hiện nay chúng ta vẫn là nước Việt Nam, vẫn dân tộc Việt Nam, một nước nhỏ yếu, gần cả ngàn năm đô hộ, bị đô hộ như vậy, bị đồng hóa nhưng mà không được, vẫn tồn tại một cái dân tộc Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Và cái lịch sử chống ngoại xâm thì cũng, trên thế giới này không có một cái nước nào mà chống ngoại xâm nhiều như Việt Nam. Đấy, thế nên nếu mà từ cái lập luận này mà chửi bới là dân Việt Nam hèn nhát, thì chính những cái kẻ mở miệng ra chửi đó không biết gì về lịch sử của Việt Nam. Em chào chị Thu Hương. Không biết gì về lịch sử của người Việt Nam hết. Thì theo tôi thấy là cái điểm thứ tư nó nói là người Việt Nam dạy là được phải ôn hòa. Thì cái ôn hòa con người văn minh với nhau thì đương nhiên là không phải ra là hễ đụng chuyện gì ấy, là bay vô đấm nhau, hoặc là hễ đụng chuyện ra là chửi bới. Mà ở đây có khúc sau, có một cái điểm sau nó lại bắt đầu là nó lại nói là chửi bới. Cái điểm thứ tư này nó nói là ôn hòa, sống ai sống sao mình vậy. Đấy, thì tới cái điểm khác nó lại nói là phần nhiều là chửi tục. Tại con nó là mâu thuẫn lẫn nhau trong cái 10 điều nó nêu ra. Đấy. Còn cái thực tế về người phương Tây á, cái việc mà đối nhân xử thế nó thua xa cái con người Việt Nam trong các cái mối quan hệ xã hội. Ví dụ như là các cái mối quan hệ về gia đình. Nhiều nước khác thì tôi không biết, nhưng mà riêng ví dụ như phương Tây á, hiếm có cái gia đình nào mà có 3 thế hệ sống trong một cái ngôi nhà. Nhưng mà Việt Nam á, 3, 4, thậm chí 4 thế hệ luôn sống cùng một ngôi nhà. Thì đó là cái truyền thống quý báu. Đó là thể hiện cái tình yêu thương, tình đoàn kết, tình máu mủ ruột thịt. Rồi trong cái mối quan hệ giàu nghèo Việt Nam, một người giàu có thể chơi với một người nghèo vô tư. Nhưng mà ở các cái nước phương Tây á, thậm chí hàng xóm họ còn không biết nhau. Cha mẹ già thì đưa vô viện dưỡng lão để sống. Vậy thì nó văn minh, nó tiến bộ ở chỗ nào khi lại đi so sánh về hai cái cách sống như vậy. Đấy. Rồi ở Việt Nam ta đang like mà sao gọi vô trực tiếp được, gọi vô trực tiếp là mất like á. Rồi ở Việt Nam ta về cái cách giáo dục mà nó chê bai là ai sống sao thì mình sống vậy. Nhưng lại xuất hiện những đôi bạn thân cõng nhau đi học mười mấy năm trời, cùng thi đậu vào trường đại học với nhau, một người bạn khuyết tật. Thế ở trên thế giới ở chỗ nào có không? Rất nhiều cái tấm gương đó. Mười mấy năm học cấp từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cộng bạn đi học, không trễ nải một bữa nào, không bỏ một bữa nào. Đấy, một cái nền giáo dục như vậy thì các anh đòi hỏi thêm cái gì? Các anh lại chê bai là dạy phải biết nghe lời cha mẹ. Đấy, các anh đang lên án dạy là chào Bùi Tùng, các anh lên án là dạy phải biết vâng lời cha mẹ, làm cho là không phát triển, thì đã hình thành nên những cái con người mà sẵn sàng cộng bạn mười mấy năm trời đi học. Đó là cái điểm thứ tư. Về cái điểm thứ năm á, thì nói người Việt về mặt chính trị thì được dạy tuân thủ chính quyền. Người phương Tây thì chỉ coi chính quyền là đại diện cho người dân. Thì ở điểm này về bản chất, về cái thực sự của tụi nó muốn á, là muốn cho một cái xã hội nổi loạn. Nếu như cái theo tụi nó, người phương Tây chỉ coi là chính quyền là người đại diện cho dân, thì ở đây cũng xin khẳng định luôn, chính quyền là người đại diện cho nhân dân. Tuy nhiên họ là một cái đại diện, đồng thời là đại diện cho những cái chuẩn mực, những cái quy tắc chung của xã hội. Và tôn trọng chính quyền là thể hiện cái tính thượng tôn pháp luật. Đấy, thể hiện được cái tính thượng tôn pháp luật. Thì nếu phương Tây chỉ coi là chính quyền là người đại diện cho dân nha, theo cái câu nói của tác giả, thì tôi xin hỏi, khi police, khi cảnh sát của các cái nước phương Tây á, mà bắt các cái đối tượng mà tình nghi vi phạm á, họ bảo đưa tay lên trên đầu nằm xuống, nếu không đưa tay lên đầu không nằm xuống thì bòm. Tuấn Nguyễn là ai đây? Được, có thấy cam á. Thì một cái xã hội đó, vậy là cái người đại diện của dân là như vậy à? Họ hô nằm xuống thì tức khắc là phải nằm xuống, đứng im là phải đứng im. Dạ rồi anh, có của anh có là đứng im là phải đứng im. Vậy thì các anh dám coi đó là người đại diện à? Còn ở đây đối với cái chính quyền ở Việt Nam, ví dụ như công an, cảnh sát, giao thông chẳng hạn, lời lẽ nhẹ nhàng giải thích từng ly từng tí. Quay ra thì live stream đưa cái máy chĩa vào mặt người ta, coi đọc biển tên rồi hỏi chuyên đề của anh đâu các kiểu, rồi đem ra các cái trích dẫn các cái điều luật học được ở trên mạng Facebook ra để cãi tay đôi với công an, với cảnh sát. Đấy, thì ở cái xã hội nào nó nhân văn hơn, tính con người nó cao hơn. Còn cái điểm thứ sáu nữa là nói người Việt khi ai nói ý kiến khác mình thì cảm thấy là khó chịu, người phương Tây khi ai nói khác mình thì lắng nghe. Thì ở đây nó nói như vậy á, thì cũng không phải là tất cả. Đồng ý là cái tính mà nhỏ nhen hẹp hòi về cái trù dập này kia thì ở chỗ nào cũng có. Đấy, và cái này là nếu mà thay đổi thì là cái tốt, tôi cũng hoàn toàn nhất trí như vậy. Tức là mình phải chịu lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác thì mình mới tiến bộ, mới phát triển được. Nhưng mà tôi phân tích sơ thôi một cái trường hợp là 18 cái người đảng viên của Đảng Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Donald Trump á, lúc ông làm tổng thống ông cất nhắc những người này, thì tới bây giờ chính quyền ông Biden ông cho nghỉ hết một lượt luôn, và cho trong vòng mấy tiếng đồng hồ á, chỉ một câu duy nhất thôi. Đề nghị đối với những cái trường hợp đó, đề nghị những trường hợp đó viết đơn xin thôi việc, còn không á, tới 6 giờ ngày hôm nay là các anh cũng sẽ bị đuổi. Vậy lắng nghe ở chỗ nào? Đúng không? Người phương Tây khi nói lắng nghe thì những người đó sai ở chỗ nào? Có cho cơ hội người ta nói không? Hoàn toàn không có luôn. Đó, những cái rành trước mắt như vậy thì đương nhiên là tôi cũng không có cổ suý cho những cái thành phần bảo thủ, hoàn toàn là không có cổ suý. Tuy nhiên cái việc mà anh muốn chửi cái gì, muốn nói cái gì thì mặc anh, nhưng mà đụng tới lợi ích của tôi thì tôi vạch cho anh không còn cọng lông nữa, như cách làm của bọn phương Tây á, thì đó tôi cũng không có đồng ý luôn. Cái lịch sử trước mắt nó chỉ lịch sử với những cái thành phần, những cái người nó lợi dụng được thì nó mới lịch sự thôi. Còn lại đối với những người ví dụ như là người da vàng gốc châu Á chẳng hạn, nghị viên của thành phố chẳng hạn, nó gọi là ký sinh trùng luôn. Trong khi qua Mỹ đã có thể có là công dân của nước Mỹ rồi mà nó chửi là ký sinh trùng, nó đuổi về đất nước lại Việt Nam lại. Chào Phú. Thì nó là lắng nghe ở đâu? Đấy. Và cái việc mà la ó, chửi bới, đóng góp ý kiến hay cái gì hết đó, nhưng mà về cái kết quả chúng ta chả thấy được một cái sự thay đổi nào. Đơn cử thêm như cái vụ mà xây đường cái bức tường biên giới, ông Trump xây lên tốn hàng trăm tỷ như vậy, rồi tới thời ông Biden đem đập đi. Vậy thì ý kiến mọi người đóng góp là khi xây dựng thì như thế nào, và khi đập đi thì ra sao? Nói tóm lại, đối với những người mà nắm quyền ở những cái đất nước tư bản đó, họ phục vụ tất cả cho cái lợi ích của cái tập đoàn tài phiệt của đất nước họ mà thôi. Họ làm theo ý, đem lại lợi ích cho những cái tập đoàn tài phiệt đó, chứ không phải là người dân. Người dân thì có nói thoải mái đó, nói thoải mái nhưng mà không có cái tác dụng gì hết. Thì đổi lại ở Việt Nam, các anh coi nó là cảm thấy là nói người Việt Nam cảm thấy khó chịu khi được đóng góp ý kiến. Thì cụ thể nhất ở trong cái đại dịch này vừa rồi đây, như đại dịch đây, ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đây, chính quyền thay đổi hàng ngày để làm sao phù hợp, đảm bảo được đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân, và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người dân, đóng góp ý kiến. Vậy thì bên nào cảm thấy khó chịu và bên nào mới là thật sự lắng nghe thì chúng ta phải nhìn vào thực tế, cũng không thể viết ra giấy được. Viết ra giấy nói thì đúng rồi, nhưng mà khi đối chiếu với thực tế thì hoàn toàn nó đi ngược lại, hoàn toàn nó sai trái. Ở đây một vài ví dụ thôi là chúng ta thấy được cái sự khác biệt. Cái điểm thứ 7 á, đây hồi lúc nãy cái điều thứ 4 á là nó nói là ai sao mình vậy. Rồi cái điều thứ 7 á thì nó nói là người Việt khi tranh luận thì chửi là chính, người phương Tây khi tranh luận thì nói chuyện bài bản. Không biết có bài bản gì hay không, còn chửi hay không á. Mà tôi thấy những cái thành phần mà gọi là nó để avatar hình cờ vàng 3 sọc đỏ, nó chửi tục thì không có từ tục tiểu nào mà nó không chửi qua ở trên các cái trang mạng đấy. Thì đó, chê bai cái gì? mấy chục năm rồi các anh sống được với cái thế giới văn minh rồi đó, nhưng mà các anh có văn minh tí nào đâu. Ở một cái thế giới phát triển đó là các anh có phát triển được chút nào đâu, có được cái trình độ gì đâu. Chế hình chế ảnh rồi chửi tục các kiểu đấy. Rồi nói là người Việt Nam là thường là chửi bới. Rất nhiều người tôi chỉ chứng minh một câu duy nhất thôi là bay vào là chửi tôi sấp mặt luôn. Chỉ một câu còm thôi. Viết trên cái tút khí thế lắm mà còn một câu một là chửi tôi không còn cái lời lẽ gì luôn. Đó, thì tôi chỉ cười và nói là đó, tôi chỉ cần chứng minh cho anh biết bằng một cái câu còm thôi. Khỏi có đạo đức giả nữa. Đó là cái điểm thứ 7. Và nói chuyện bài bản thì bài bản cái kiểu gì mà chửi ký sinh trùng rồi là cái danh gì, những cái nó rất là miệt thị cái người gốc Á chúng ta, thậm chí là viết những cái thư nặc danh mà dán ở các cái tiệm nail á, bằng những cái lời lẽ rất là thô thiển. Mà những cái lời đó thì riêng bản thân cũng có đọc qua, nhưng mà những cái lời lẽ đó không có muốn nhớ, cho nên giờ khi mà nhắc lại á, thì không có nhớ để nhắc cho anh em nghe. Mà ở đây thì nổi bật nhất là cái câu mà ký sinh trùng. Thì đó, nói chuyện bài bản là bài bản theo kiểu mà ký sinh trùng mà cút về Việt Nam chúng mày đi. Như vậy là rất là bài bản hay sao? Nó khi muốn làm bất cứ gì, nói cái gì các anh phải so sánh làm sao đó, liên hệ với cái thực tế được mới được. Đó, còn cái điểm thứ 8 là nói là người Việt khi bị ai đó chỉ trích là ghét luôn người đó. Người phương Tây khi bị ai đó chỉ trích thì coi đó là ý kiến để tiến thân. Thì cái câu số 8 này nó cũng tương tự với câu số 5 với số 4 gì đó, cũng tương tự nhau à, cũng không có vấn đề gì. Cơ bản á là nó chỉ quy chụp thôi. Ở bất cứ một cái xã hội nào cũng đều có người tốt, người xấu, và cũng có những người rộng lượng, và cũng có những người là ích kỷ cá nhân bản thân. Nên là đó là cái điều không thể nào mà chúng ta là xóa bỏ được. Về cái điều thứ 9 là người Việt khi sai thì chối tới cùng. Người phương Tây khi sai thì nói tôi xin lỗi. Và cái điều thứ 10 á, là người Việt thì tự cao về bản thân, còn người phương Tây thì có 20 năm kinh nghiệm vẫn khiêm tốn. Thì về hai cái điểm này thì tôi cũng không biết là nó lấy cái lập luận trên cái cơ sở nào. Trong khi bản thân thì chỉ nghe là danh da trắng là thượng đẳng, dân tộc Mỹ là thượng đẳng, Anh Pháp là thượng đẳng. Đấy. Thì khiêm tốn cái gì, xin lỗi cái gì, khi họ coi những cái dân tộc khác là nô lệ, là mọi đen, là ký sinh trùng,